Thưa quý vị, 5 năm trở lại đây, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tục nằm trong top 3 của khu vực phía Nam và top 20 của toàn quốc về số dự án, đề tài tham dự thi các hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh sinh viên và đạt giải cao. Bằng sự quan tâm đầu tư rất lớn của tỉnh, theo chủ trương giáo dục là quốc sách, giới trẻ học đường Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang được tạo điều kiện tối đa để nghiên cứu sâu rộng, ứng dụng hiệu quả kiến thức đã học vào thực tiễn, đáp ứng đúng yêu cầu trong giáo dục đào tạo là học phải đi đôi với hành. Từ năm học 2013-2014 đến nay, bình quân mỗi năm Bà Rịa Vũng Tàu có từ 3 đến 6 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh đạt giải cao ở cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Trong số này, ở năm học 2016-2017, Bà Rịa Vũng Tàu có đến 16 trên 18 dự án dự thi cấp quốc gia đạt giải cao. Hoặc năm học 2017-2018, 6 dự án dự thi thì cả 6 đạt giải cao. Phải nói rằng bắt đầu từ năm học 2013-14 là năm đầu tiên sở dục tham gia hoạt động này và phát động phong trào nghiên cứu từ học sinh, thì được sự ủng hộ rất nhiệt tình của quý thầy cô và tâm huyết của quý thầy cô từ các trường, cũng như là tham gia nhiệt tình của các em học sinh trung học. 5 năm trở lại đây, Bà Rịa Vũng Tàu luôn nằm trong top 3 của khu vực phía Nam và top 20 của toàn quốc về số lượng dự án, đề tài dự thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh sinh viên và đạt giải cao. Có được thành quả này trước hết là ngành giáo dục và đào tạo nhận được sự quan tâm, ưu tiên đầu tư rất lớn của tỉnh cho đến từng địa phương trong tỉnh về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện nhằm đáp ứng yêu cầu học đi đôi với hành, giảng dạy, học tập gắn với nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế. Bên cạnh đầu tư cho tất cả trường học, bậc học, những trường có tỷ lệ cao học sinh học lực khá và giỏi còn được tỉnh chú trọng đầu tư thêm thiết bị, phương tiện để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo như màn hình cảm ứng, thư viện số, phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại. Các em có thể ra thực tế ở trong phòng STEM, có thể nghiên cứu qua mạng Internet, qua màn hình cảm ứng, và có thể đọc sách ở trong phòng thư viện của nhà trường để tìm tài liệu và nâng cao các kiến thức để hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Các trường cũng chủ động linh hoạt huy động nhiều nguồn lực đầu tư mua sắm thêm thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học trong học sinh sinh viên như thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, tổ chức hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi để phát hiện các nhân tố. Với những ý tưởng nào sáng tạo, rồi những ý tưởng nào có tính ứng dụng cao, thì nhà trường sẽ chọn và sẽ phân công giáo viên hướng dẫn để từ đó hỗ trợ cho các em hoàn thành sản phẩm. Ở trường em cũng có thư viện số được liên kết trực tiếp với thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì đó cũng là một cái nguồn tri thức để cho tụi em có thể vào đó và nghiên cứu tìm ra những cái số liệu cũng như là những cái dẫn chứng mà cần cho các đề tài. Kết hợp với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Nghề Dầu khí có những cái buổi sinh hoạt, câu lạc bộ, tọa đàm chuyên đề về các cái mảng nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong nhà trường. Cuộc thi khoa học kỹ thuật do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành đoàn thể tổ chức, cũng góp phần truyền lửa, tạo động lực cho học sinh sinh viên say mê nghiên cứu sáng tạo. Tính từ năm 2012 đến năm 2022, đã có hơn 1.400 dự án của hơn 1.530 học sinh sinh viên đăng ký tham gia. Trong đó, 667 dự án đạt giải cấp tỉnh, 55 dự án đạt giải cấp quốc gia. Các ý tưởng dự án ghi dấu đậm nét tinh thần say mê nghiên cứu sáng tạo của giới trẻ học đường. Nhiều dự án bám sát nhu cầu cuộc sống, tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Giáo dục theo hướng đổi mới và toàn diện, lấy người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động sáng tạo trong học tập rèn luyện của người học. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn ưu tiên cho giáo dục trong quy hoạch, xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị. Vì vậy, từ năm 2000, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những địa phương sớm nhất cả nước xóa tình trạng trường lớp tạm bợ và nằm trong nhóm địa phương cả nước có hệ thống trường lớp, trang thiết bị đầy đủ. 3 năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, tỉnh đầu tư gần 1.000 tỷ đồng để bổ sung cơ sở, mua sắm thiết bị, phục vụ yêu cầu đổi mới. Học sinh, sinh viên Bà Rịa Vũng Tàu nhờ vậy càng có nhiều cơ hội học tập, rèn luyện,
đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kiến thức vào cuộc sống.